đầy tiếng từ bi thiêng liêng đạo vàng, đầy tiếng từ bi chuông vàng gọi ta mau lo hoàng pháp giác mê cho đời, bạc chân gắng theo diệt hết oan thiên, trong anh đạo thiêng xua tan lụy phiền, chuông reo gọi ta đi xây niềm tin, nói gương lành đấng thế tôn quyền mình cứu vớt chúng sinh kính cùng trên đời thiên nơi yên bình. Thưa những vị đại chúng, hôm nay trong chương trình tiếp theo của lớp tìm hiểu kinh tạng trong bộ Nhật Tụng Kalama, thầy cũng cân nhắc, và thì thôi thì dù sao nữa trong cái bài giảng vừa rồi đó về kinh Di Giáo, phần kết thúc của kinh Di Giáo có nói đến 37 pháp trợ Bồ đề, hay là từ thông dụng chúng ta dùng từ xưa giờ là 37 phẩm trợ đạo. Thì hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung tiếp theo của 37 phẩm trợ đạo, hay là 37 pháp trợ Bồ đề, thì tên gọi cũng giống nhau. Hôm rồi thì chúng ta đã học về tứ niệm xứ, tức là bốn cái lãnh vực quán niệm để tu tập. Và bốn cái lãnh vực quán niệm đó nó bao gồm: thứ nhất là thân quán niệm xứ, là luôn luôn quán sát ghi nhận cái thân của mình nó đang làm gì và nó đang như thế nào. Ví dụ đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, nóng biết là nóng, lạnh biết là lạnh, vân vân. Luôn luôn ghi nhận những cái hoạt động của thân. Thọ quán niệm xứ là luôn luôn ghi nhận cái cảm giác, cảm thọ của thân và của tâm. Tâm quán niệm xứ là luôn luôn tập trung để ý xem cái tâm mình nó đang như thế nào, đang thiện, đang ác, đang buồn, đang vui hay là như thế nào. Và cuối cùng là pháp quán niệm xứ là tổng hợp của cả ba cái pháp quán trên ở một cái trình độ gọi là chuyên môn hơn. Thì đó là cái nội dung của tứ niệm xứ. Và hôm đó thì thầy có nói đó, là thực ra trong 37 pháp trợ Bồ đề này, tu tập cái này cũng chính là tu tập cái kia. Và hôm nay chúng ta qua một cái nội dung mà rất là quan trọng của sự tu tập, đó là tứ chánh cần. Như vậy 37 phẩm trợ Bồ đề nó bao gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc là 12, phải không quý vị? Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc là 12, được chưa? Năm căn, năm lực là bao nhiêu? 22. Thất Bồ đề phần, bảy Bồ đề phần là bao nhiêu? 29. Và bát chánh đạo, đếm đủ chưa quý vị? Là 37 ha. Chúng ta sẽ lần lượt đi từng cái nội dung một. Hôm nay chúng ta học về tứ chánh cần, bốn chánh cần. Tứ chánh cần còn gọi là tứ ý đoạn hay là tứ chánh thắng, tức là
lấy cái sự nhất tâm tinh tấn để hành trì bốn cái pháp này. Thì quý vị biết, như chúng ta đã học từ lâu rồi, và ngay cả cái việc này nó dành cho những vị mới ngày hôm nay ngồi đây nghe, thì nói ra là quý vị cũng hiểu liền. Cái này không có gì khó, không có gì khó nói, không có gì khó hiểu, chỉ khó làm thôi ha. Bao gồm bốn thứ, bốn cái điều mà cần phải siêng năng tinh tấn. Cần tức là chuyên cần, là siêng năng, là tinh tấn ha. Thứ nhất là siêng năng tinh tấn đoạn trừ các điều ác đã sanh. Bất cứ một cái điều ác gì, những cái điều ác gì đã sanh, thì mình cố gắng, mình siêng năng, mình đoạn trừ. Siêng năng tinh tấn làm cho không có sanh khởi những cái điều ác gì mà nó sắp sanh khởi. Nói lại nè, trước hết là đoạn trừ những điều ác đã có, và thứ hai là ngăn những điều ác có thể có. Như vậy đối với ác là chúng ta làm hai việc. Nếu đã làm ác rồi, đã nói ác rồi, đã nghĩ ác rồi thì cố gắng dứt bỏ nó. Và với điều ác chưa sanh thì mình không cho nó sanh khởi. Tóm tắt của hai cái này, quý vị nghe, quý vị nhớ liền ha, gọi là ngăn ác, diệt ác pháp. Ngăn ác, diệt ác pháp là bao gồm hai ý. Thứ nhất là ngăn ác, thứ hai là diệt trừ những cái ác pháp. Và đương nhiên, cái thứ ba là sanh thiện, và thứ tư là tăng trưởng thiện. Như vậy dễ nhớ vô cùng, tứ chánh cần là ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đại chúng nghe rõ chưa? Ai có viết thì ghi ha. Và bởi vì nói về tứ chánh cần, thành ra chúng ta hãy đọc nguyên văn ở trong kinh. Nguyên văn ở trong kinh để có dẫn chứng đàng hoàng. Chứ không thôi quý vị nói đôi khi rồi quý thầy nói mà nó không có cơ sở kinh điển đó, rồi muốn nói sao nói thì nó không trúng ha. Chúng ta hãy đọc cái kinh Trường Bộ 33. Thầy đọc cho quý vị một đoạn nha, ngắn ngủn nè. Ở đây là lời của Đức Xá Lợi Phất nói với các vị tỷ kheo. Cái kinh này nó quý vị đọc, quý vị nghe, thầy xin nói sơ một chút về cái kinh này. Kinh này gọi là kinh Phúng Tụng của Trường Bộ. Thì hôm rồi chúng ta mới đọc, mới học kinh Di Giáo, đại chúng hả? Là lúc đó Đức Phật là cũng là gọi là sức khỏe rất là kém rồi. Thì trong kinh này có một cái đoạn thế này mà thầy đọc thì rất là thương Phật. Cái kinh này được Đức Phật đến cái xứ gọi là xứ Mala, và dân chúng ở đó họ mới có một cái tòa nhà. Đại khái chúng ta hiểu là một cái tòa nhà đi, người ta nói là mới xây lên mà chưa có một cái vị sa môn, bà la môn nào vào đó hết, mà họ cung kính Đức Phật và họ thỉnh Đức Phật vào đó. Và bởi vì Đức Phật vô đó xong rồi cái họ ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, ngồi nghe tới khuya, tới tối luôn. Thì Đức Phật mới nói thế này, Đức Phật mới nói với các vị mà đến nghe đó, là này các Vesetha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Quý vị nghe cái câu này rất là dễ thương. Đức Phật luôn luôn ai mà chào Ngài để đi làm hay gì đó, hay là vân vân tới giờ làm gì đó, Ngài luôn luôn Ngài nói là hãy làm cái gì mà ngươi nghĩ là phải thời, tức là phải lúc đó. Ví dụ đến giờ thọ trai là đi thọ trai, đến giờ đi ngủ là đi ngủ, đến giờ làm việc là làm việc. Đại chúng lưu ý nha. Và khi mà những người đó họ nghe như vậy và họ từ giả Đức Phật, họ đi về, thì khi mà người ta đi chưa bao lâu đó,
thì Đức Phật mới bảo với ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, tức là vị cao đệ của ngài đó, là này Sariputta, tức là này Xá Lợi Phất, chúng tỷ kheo không có hôn trầm thủy miên, có nghĩa là đêm thì khuya rồi, nhưng mà những vị đệ tử Phật đó, những vị tỷ kheo chúng trong đi chung với ngài đó là không có hôn trầm thủy miên, tức là đang không có buồn ngủ và cũng không có giả dượi, không có lười biếng. Phải không quý vị? Chúng ta học về hôn trầm thủy miên rồi đúng không? Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo. Câu này nè quý vị, nghe cái câu này cho kỹ nha. Ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nằm nghỉ. Thêm một dẫn chứng nữa cho cái việc mà vừa rồi thầy có nói quý vị đó, là đến cái tuổi 80 và đến những ngày tháng cuối đời đó, là về mặt sức khỏe Đức Phật rất là kém. Nhưng mà tại sao? Bởi vì ngài không đau giống mình. Mình mà hễ đau răng là mình đau hết cả người, mình đau luôn cả tâm. Và lúc đó mình trở thành cái gì á? Tâm mình rất là sân. Còn Đức Phật không. Bằng thiền định, Ngài có thể vượt qua được những cái cảm thọ đó. Nhưng mà cái cơ thể vật lý này nó vẫn cứ đau. Như vậy chúng ta có hợp lý hay không khi mình đau xong rồi cái mình xin Phật cho con hết đau? Quý vị nghĩ có hợp lý không? Cẩn thận nha. Và thầy tin rằng không có ai có quyền cho chúng ta hết đau hết. Nhớ nha. Bởi nếu mà cho chúng ta hết đau thì không có ai chết vì Covid. Phải không ta? Những người mà họ bị Covid mà họ mất thiệt mạng đó quý vị biết. Họ... Ở đây có ai bao nhiêu người bị Covid rồi, giơ tay thầy coi. Wow. Cũng khá nhiều nha. Cái cảm giác nó kinh khủng không quý vị? Khi mà mình chích thuốc rồi thì nó đỡ đúng không? Còn có ai mà bị lúc chưa chích ngừa không? Tại nghe kể là cả đêm mà ngồi thế này nó không có thể nào thở được rồi, nó rát nó này kia rồi. Có nhiều người như vậy. Và đương nhiên nó phải nặng thì người ta mới mất mạng chứ đúng không? Thì cho nên nếu mà xin mà được là thứ nhất là không có ai bị chết vì dịch bệnh, vì bệnh tật. Nhớ nha. Cho nên chỗ này chúng ta lưu ý, Đức Phật, chính Đức Phật mà ngài nói này. Cái lần đầu tiên thầy đọc đến cái bài kinh này là khoảng năm 2008 quý vị. Mà thầy đọc thì thầy thấy rất là ngạc nhiên. Và thậm chí là mình lúc đó là mình thấy thương rồi, bởi vì cái lúc mà đọc tới bài kinh này thì quý vị biết không, là đọc tới bài này có nghĩa là đã đọc tới một trăm mấy chục bài kia rồi mới tới bài này. Tại vì trung bộ là thầy đọc trước, rồi thầy mới đọc đến trường bộ. Mà cái này là trường bộ này tới 33 rồi. Thì có nghĩa là mình đã đọc chắc khoảng hơn 150 bài kinh tương tự như thế này. Thì mình mới thấy ồ. Nhưng mà đọc tới cái chỗ mà Đức Phật biểu là ngài Xá Lợi Phất hãy đi thuyết pháp cho chúng tỷ kheo đi. Còn Như Lai là đọc ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nghỉ. Cho nên ở đây ai các cụ mà trên 80 tuổi rồi đó ha, là quý vị rất là ngon lành nha. Rất là ngon lành nha, mà mỗi ngày mà còn đến chùa để tu tập được đó. Mà đó cũng là cái sự khích lệ cho những cái người trẻ hơn ha. Và đương nhiên cũng là cái sự ủng hộ tinh thần cho quý thầy. Rồi, thì Đức Xá Lợi Phất mới nghe Đức Phật như vậy và ngài mới thuyết. Thì đương nhiên bài pháp nó khá là dài, nhưng mà thầy chỉ xin đọc cái phần gọi là phần bốn chánh cần, tứ chánh cần thôi. Rồi, đây là ngôn ngữ của ngài Xá Lợi Phất nha quý vị nha. Ở đây này các hiền giả, tức là nói cho những vị tỷ kheo đang trước mặt đó ha, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi lên ý muốn nè. Đây này, cái chữ cần đó, chánh cần là nó gồm bao nhiêu ý nè quý vị nè. Khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm và trì tâm. Đó, tức là dồn hết tâm lực luôn. Để làm gì? Để gì? Để cho mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi. Thì cái này có phải là ngăn ác không? Như vậy chúng ta gom cái tất cả cái cụm dài này thành một cái từ gọi là ngăn ác. Mà bằng một cái sự gọi là cố gắng hết sức tâm lực như vậy đó quý vị. Và tương tự như vậy, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn nè, cố gắng nè, tinh tấn nè, sách tâm, trì tâm. Quý vị lưu ý cái cụm từ này, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Để gì? Để những cái ác đã sinh lên rồi thì
nó được trừ diệt. Và đương nhiên, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, và cũng vì để sanh khởi thiện pháp cho nên cũng là khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Và cuối cùng là tăng trưởng thiện, có nghĩa là với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh nay có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng cường, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Đây là cái đoạn kinh thầy xin trích bấy nhiêu thôi, để cho đại chúng nắm. Tức là trong kinh nói về tứ chánh cần như vậy, và chúng ta gom lại là ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nói tắt hơn nữa, quý ngài dùng những cái từ nó còn tắt hơn nữa là thận, tức là cẩn thận đề phòng. Thận cần có nghĩa là cẩn thận đề phòng những cái ác pháp chưa sanh không cho sanh. Trừ là trừ cần, có nghĩa là siêng năng tinh tấn, nhiếp tâm trì tâm để làm gì? Để diệt trừ những cái ác pháp đã sanh. Tu là sao? Tu là khiến cho cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và bảo, tức là bảo tồn, bảo dưỡng và nuôi dưỡng để cho cái những cái thiện pháp đã sanh được phát triển, được quảng đại. Mà quý vị thấy này, có cái từ này này, được tăng cường, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Rồi, hôm nay chúng ta dùng cái từ, chúng ta giải thích cái cụm từ viên mãn là coi như là hết một buổi này. Đại chúng lưu ý hai cái cách nói tắt của tứ chánh cần nha, nói xong nào thuộc luôn nha. Thứ nhất là ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Hoặc là cách thứ hai tắt hơn nữa là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Cũng theo cái thứ tự bốn thứ như vậy. Chúng ta chấm chấm phẩy, chấm xuống dòng cái phần giải thích từ ngữ ở đây. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung chính. Trong cái cuộc tu của chúng ta, xin đại chúng lưu ý lại xem có phải không là chúng ta chỉ làm việc với thiện và ác thôi, cái đó đúng hay không? Trong cả một cái cuộc tu của mình, và thậm chí là của cả Đức Phật hay là của cả những cái vị thánh khác, người ta chỉ có làm hai việc là làm việc với thiện và làm việc với ác, đúng không? Đúng không quý vị? Rồi, bây giờ nếu thầy nói cái này quý vị có chịu không? Là nếu bây giờ chúng ta tu, chúng ta chỉ có lo làm cái việc, làm việc cần làm đối với ác thôi, thì có được hay không? Tức là cứ thấy ác tâm xảy lên là mình ngăn nó, cứ thấy ác niệm khởi lên là mình ngăn nó, cứ thấy chuẩn bị mình nói bậy là mình ngăn nó, thấy chuẩn bị làm bậy là ngăn nó, cứ như vậy có được hay không? Như vậy có phải là tu không? Có phải tu chưa? Như vậy chúng ta có hai cái thái độ, chúng ta nhìn về mình nha. Cẩn thận cái chỗ này. Chúng ta nhìn về mình. Nếu mà quý vị tu bây giờ cứ ngồi để nhìn ra cái ác niệm của mình nó an toàn hơn, hay là suốt ngày mình đi tìm cái điểm tốt của mình. Tóm lại bây giờ mình suốt ngày mình ngồi mình đi tìm cái điểm xấu của mình nó dễ hơn hay là tìm điểm tốt dễ hơn? Quý vị nghe kỹ trả lời nha. Mình ngồi mình nhìn xem là mình có bao nhiêu cái xấu nó dễ hơn, hay là mình xem mình có bao nhiêu cái tốt nó dễ hơn? Cái tốt dễ hơn hả? Có bao nhiêu người nói cái xấu dễ hơn? Nhìn cái xấu dễ hơn có bao nhiêu người nói? Có bao nhiêu người nói nhìn cái tốt dễ hơn? Ồ, cũng nhận ở chúng này người tốt nhiều nha. Đúng là cái câu hỏi này thầy phải giơ tay đầu tiên là thầy quan điểm của thầy là nhìn cái xấu dễ hơn. Tại vì sao? Tại vì thầy tự thấy thầy xấu nhiều.
Ví dụ giờ nói pháp là ngồi đây nè, sâu thẳm trong lòng cũng muốn được khen lắm. Cái đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu quý vị? Nói kỹ đi. Cái đó là tâm gì? Tâm tham. Chứ đừng có tưởng mà dễ đâu. Có hiểu không ta? Rồi nếu mà có một người họ chê thì sao? Buồn. Buồn là gì? Là sân. Nó phải trả lời vanh vách như vậy đó. Nắm được chưa? Không dễ đâu nha. Đừng có tưởng như vậy thì hồi nãy giờ thầy ngồi đây thầy có cái gì tốt? Có hay chăng á là đọc như con vẹt. Hiểu không? Mình học được từ kinh Phật, mình học được từ những bậc tiền bối, bây giờ đây mình ngồi mình phát ra lại như một cái con vẹt hay là như một cái máy cassette thôi. Chứ nãy giờ thầy đã làm cái gì mà gọi là tốt đâu. Như vậy chưa có cái điểm gì tốt hết. Không, nhưng mà có được một cái điểm tốt là gì? Nhìn ra được cái xấu của mình, nó lại là cái tốt. Câu này phải ghi vô. Quý vị lưu ý cho thầy nè. Trong cùng một lúc, tức là trong cùng, gọi là nhà Phật dùng cái từ sát na đó. Một sát na tâm, nói chung là một cái khoảng rất nhỏ, nhỏ hơn cả đơn vị gọi là milli giây không con? Đúng rồi. Nhỏ hơn cả milli giây nữa đó, thì nhà Phật dùng cái từ gọi là sát na. Thì trong cùng một lúc không bao giờ có hai tâm hiện diện. Nhớ cho kỹ cái này nha. Và bởi vì lý do đó cho nên nhìn ra được cái xấu của mình, thì cái tâm mà nhìn ra được cái tâm kia đó, thì tâm đó là tâm tốt hay tâm xấu? Nhìn ra được cái đứa ăn trộm thì là sao? Hả? Cái người bảo vệ đó có đang làm việc tốt không? Có đang làm việc tốt cho công ty không? Thầy hay lấy thí dụ là mình tu là giống mình là cái người bảo vệ công ty đó. Chứ đừng có cho là mình là giám đốc nha. Mình là người bảo vệ. Sếp đi vô mình thấy, trưởng phòng đi vô mình thấy, kế toán đi vô mình thấy, thủ quỹ đi vô mình thấy, công nhân đi vô mình thấy. Đồng thời người ăn trộm đi vô mình cũng thấy. Cái người đi tới quậy phá mình nhìn mình cũng biết. Cái ông mà họ là hay xỉn xong rồi chạy vô quậy mình cũng thấy luôn. Thì đó, cái tâm mà cái việc mà cái người bảo vệ nhìn được cái người ăn trộm đi vô để chuẩn bị ăn cắp đồ của công ty, cái việc đó tốt hay xấu? Thầy đang nói tốt cho công ty thôi nha, chưa nói chuyện cái người đó là tốt hay xấu. Thầy chỉ nói cái hành động đó thôi là tốt hay xấu. Nó có ích cho công ty đúng không? Nó tương tự như vậy. Chúng ta ngồi chúng ta nhìn được cái tâm của mình, tâm này tâm tham nè, tâm này tâm sân nè. Và cứ như vậy suốt một ngày chúng ta là tham và sân, thích và ghét. Thích là tham mà ghét là sân. Và cứ như vậy. Như vậy quý vị thiện cái chỗ nào mà quý vị nhìn? Nói thầy nghe coi, thiện chỗ nào? Hả? Nói chuyện luôn nha, nói cho hết, nói toạc móng heo luôn nha. Đi chùa đó, cái chỗ mình hay ngồi đây nè, nhưng mà có một bữa nào đó mà có một người lạ nào đó hay là một người quen nào đó nó tới nó ngồi rút cái chỗ của mình đi, nhìn cái tâm mình lúc đó, nhìn nha, nhớ là nhìn cho kỹ nha. Thầy hồi xưa là thầy nói nó hơi nặng hơn, thầy nói chính thầy còn chưa có sổ đỏ của cái đất này thì quý vị không ai có sổ đỏ hết. Bây giờ thầy sẽ không nói như vậy, nhưng mà thầy nói là bây giờ phải nhìn cái tâm của mình xem á, là khi một người đồng tu của mình, người ta ngồi cái chỗ của mình, mình giả danh mình cho rằng nó là cái chỗ của mình chứ có phải đâu. Cho nên từ ngày nghe câu này xong rồi, bữa sau ngồi đâu cũng được hết. Nhưng mà nếu mình chịu quạt không được thì mình chịu khó mình tránh cái chỗ có quạt ra vậy thôi. Được chưa? Quý vị lưu ý nha, đó tu là cái chỗ đó đó. Chứ đừng có nói cao siêu rồi tụng gì rồi cầu cúng gì rồi xin rồi gì đó vân vân rồi gì đó, không biết, thầy không biết, thầy thấy thầy xin chưa có được cái gì cho nên thầy không dám xin gì hết. Được chưa? Nhưng mà thầy làm cái này thầy thấy được, thầy thấy là an. Và thầy thấy quý vị cũng an. À, như vậy là thầy đã thành công rồi. Quý vị tới chùa, quý vị nghe pháp và quý vị biết thay đổi được con người của mình, thay đổi được cái thái độ sống của mình, thái độ tu của mình. Như vậy là thành công rồi. Như vậy chúng ta đi chùa 1.5 tiếng đồng hồ, 1 giờ đồng hồ, mình không có uổng phí thời gian.
Và rồi, tóm lại, nó như thế này. Tu có hai kiểu. Một á, là giác ngộ. Là sao? Giác ngộ theo kiểu khôi hài đó, người miền Nam người ta nói vậy đó, là thấy cái gì ngộ ngộ đem vác về, thấy gì hay hay, cái gì ngộ ngộ đem đem về để đầy nhà. Đi học thấy gì thầy này dạy này hay, thầy kia dạy này hay, cô nói này hay, bắt đầu ngồi nghe, nghe xong rồi cái vui, vui vậy đó, xong rồi cứ để đầu vậy đó. Nhưng mà hỏi hành gì không có, cứ nhớ vậy thôi. Nhớ nhớ là ở cái cô Hương Nhũ nói gì đó vui vui, rồi sư Chánh Định nói gì đó hay hay, vân vân. Và cứ như vậy, quý vị cứ lượm rất là nhiều thứ ngộ ngộ đem về để trong nhà mình. Thầy hay gọi đùa là cái đó là giác ngộ, tức là thấy cái gì ngộ ngộ là giác gì à. Thấy không? Hay nói cách khác đó, tu cái đó là tu kiểu đi lượm ve chai. Có nghĩa thấy cái gì còn xài được đem về, thấy cái gì còn xài được đem về. Và cuối cùng cái nhà mình nó thành cái gì quý vị biết không? Nó thành một cái vựa phế liệu. Giờ nhìn vô trong tâm mình đi, nhìn đi, nhìn, đừng có quan trọng ông thầy ông có nói cái gì hay ông làm được hay không, đừng bao giờ hỏi cái câu đó. Mình chỉ nhìn vô mình đó là có phải trong đầu mình bây giờ nó đang là cái vựa phế liệu không? Bởi vì mình tu theo kiểu lượm ve chai. Bây giờ có một cái kiểu tu khác. Cái đồ mà mình lượm về nó xài được không quý vị? Và nó có giá trị không? Có. Nó khổ nổi là nó có. Mình đi lượm cái chai nhựa về mình bán được không? Được. Chứ không phải là nó vô ích. Rồi bây giờ tu theo kiểu này. Xin giới thiệu một cái kiểu tu khác. Tu theo kiểu đổ rác. Cứ thấy cái gì không cần thiết là bỏ. Thấy cái gì không cần thiết là bỏ. Thấy cái gì không cần thiết là bỏ. Và cứ bỏ như vậy hoài thì cuối cùng là nó nhẹ thôi chứ có gì đâu. Như vậy cuối cùng cái gì được cái gì hay không biết. Nhưng mà có một cái được là cái nhà mình nó sạch. Đương nhiên cái đầu mình nó đầu mình nó ổn hơn nhiều. Rồi. Nói tiếp, tại vì cái chỗ hồi nãy thầy thấy có rất nhiều vị cứ nghĩ rằng mình nhìn cái thiện nó dễ hơn. Thầy phải nói thế này cho quý vị nắm nè. Là tu theo cái kiểu mà đổ rác đó thì nó chỉ cần không còn là phàm nữa thôi là được. Không phải để chứng thánh. Chúng ta chỉ cần làm thế nào để không còn là phàm nữa. Không còn đói nữa thì mặc nhiên là mình no. Không còn khổ nữa thì mặc nhiên là lạc. Đúng không quý vị? Không còn phàm nữa thì sao? Hả? Không còn phàm nữa thì sao? Mặc nhiên nó là thánh. Không có cái con đường nào khác hết. Ra khỏi rừng rồi thì mặc nhiên là nó không còn khổ trong rừng nữa. Được chưa? Thì như vậy tu cái kiểu đó nó chắc ăn hơn là cái việc mà cứ ngồi xong rồi ngồi chập không biết thành thánh chưa ta. Và thấy cái người mà nó ngồi xương sống mà nó kiểu nó hơi lạnh toát, nó người nó cảm giác nó hơi tê tê mê mê phê phê đó, người biết không? Đã từng có ai ngồi mà nó như vậy chưa? Ngồi chập xong rồi mình thấy ồ chắc gần tới rồi đó. Một là tới bến và hai là tới số. Quý vị nên nhớ nha. Cho nên tu làm sao để không còn là phàm nữa. Bằng cách gì? Bằng cách hồi nãy trong kinh nói, tức là làm cho nó quảng đại và làm cho nó viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn những cái thiện pháp. Viên mãn những thiện pháp là sao? Chúng ta lâu nay thầy hay thưa chuyện và quý vị cũng hiểu rằng cái việc mà làm thiện ác để cầu quả nhân thiên đó thì nó chỉ là cái con đường đi lên. Và đương nhiên hết đi lên thì nó rớt xuống. Nhưng mà quý vị nhớ có một cái hạng người, người ta làm thiện một cách tuyệt đối và họ không có hướng đến cái quả nhân thiên. Họ làm thiện bởi vì họ không thể làm ác, bởi vì họ không còn cái mục, họ không còn cái dục để mà họ làm việc ác nữa. Và đương nhiên là việc thiện của họ hướng đến chỗ nào quý vị? Hướng đến niết bàn, hướng đến giải thoát. Thì cái đó mới gọi là được quảng đại và được tu tập. Được cái gì? Được viên mãn. Cho nên hồi nãy thầy mới nói là một cái từ viên mãn này thôi, hôm nay mình nói đủ. Quý vị hiểu chưa?
Như vậy mình làm thiện tha sao cho nó viên mãn, tu tập 10 ba la mật. 10 ba la mật là gì? Vài bữa tính tiếp. Nhưng mà trước hết là có bao nhiêu đi nữa thì cũng là thân khẩu ý. Cụ thể hơn nữa, mình ngồi mình luôn luôn mình làm gì biết nấy, làm gì biết nấy, để làm gì? Để luôn luôn mình thấy được thân tâm của mình nó đang ra sao và nó đang làm gì, nó đang thế nào và đang làm gì. Đang làm gì là sao? Mình ngồi đây nhưng mà tâm hồn của mình nó đi chu du tứ xứ, thì có nghĩa là mình đang gì quý vị? Từ chuyên môn gọi là gì? Nói nhanh. Từ chuyên môn gọi là gì? Rồi xong luôn, chưa thuộc bài. Hả? Tán loạn. Rồi có, trong ngôn ngữ của truyền cái thì nó là cái gì? Hả? Gì con? Ồ, kinh khủng. Bạn này mới bữa đầu tiên, bạn nói là trạo cử. Quý vị nghe hết hồn chưa? Cho nên đừng có tưởng nha, đừng có tưởng nha quý vị. Đừng có tưởng thấy trẻ mà thấy như vậy mà gọi là thấy thanh niên vậy đó mà xem thường, chưa chắc cả nha. Đó, nguyên một lớp không thuộc, có một bạn này mới hôm nay mới vô mà hỏi là biết trả lời, trả lời một cái từ gọi là cực kỳ chính xác, đúng chưa? Rồi, luôn luôn quan sát cái thân tâm của mình và cứ làm gì biết nấy, làm gì biết nấy, làm gì biết nấy như vậy. Lý do tại sao làm gì biết nấy có thể đạt đến giác ngộ, quý vị biết không? Có bao giờ ai đặt cái câu hỏi đó không? Tại sao mà cứ thầy cứ nói làm gì biết nấy, làm gì biết nấy, làm sao mà giác ngộ được, làm sao mà được? Cái người á mà họ biết làm gì biết nấy là họ đã hoàn toàn làm chủ được cái thân và tâm của mình. Mà khi mà làm chủ được, làm chủ đây có nghĩa là những cái hoạt động nha quý vị, chứ còn đừng có nghe ai đó mà nói làm cái khái niệm gọi là làm chủ sinh già bệnh chết nha. Không có nhiều, có nhiều trường phái người ta nói tu là phải làm chủ sinh già bệnh chết. Cái này thầy không có ý kiến nha, thầy, nhưng mà thầy thấy cái chỗ này nó nguy hiểm lắm. Có nhiều vị, có nhiều người chủ trương như vậy, người tu là phải làm chủ được sinh già bệnh chết. Thì cái này chỗ này là thầy hoàn toàn thầy không có khuyến khích quý vị nha. Và thầy thấy cái quan điểm đó nó nguy hiểm. Là bởi vì Đức Phật có chết không? Đó, ta đau lưng nè, ta nằm ta muốn nghỉ nè. Ngài có đau có bệnh không? Đúng chưa đại chúng? Cho nên phải cẩn thận với cái gọi là làm chủ sinh già bệnh chết. Cái này thầy nghe rất là nhiều. Từ ngày mới vô chùa là thầy nghe rồi, đến bây giờ vẫn còn nghe. Thậm chí bây giờ người ta còn nói nhiều hơn nữa. Cho nên rất cẩn thận với cái chuyện này nha. Nói cái gì phải có cơ sở kinh điển đàng hoàng thì mới chắc ăn. Quý vị cũng nên tập cái thói quen nghe ai nói cái gì đó, chịu khó hỏi, chịu khó tìm hiểu xem cái đó Đức Phật dạy ở đâu, trong kinh nào. Nếu mà nói theo kinh điển của Pali Tạng, tức là chúng ta đang học đây, thì phải có tiếng Pali. Tuy chúng ta không biết tiếng Pali nhưng mà hỏi thì nó ra được cái nguồn. Và nếu mà theo hệ Bắc truyền thì nó phải có tiếng Sanskrit. Nó phải có tiếng Sanskrit, tức là Nam Phạn và Bắc Phạn đó. Thì nói chung là như vậy thì nó an toàn hơn là mình nghe theo cái tư kiến, cái chủ kiến của cái người giảng. Cái chủ kiến của người giảng đó, tại vì ai cũng có cái dấu ấn cá nhân của mình hết. Nhưng mà cứ có cơ sở kinh tạng, có cơ sở kinh điển thì nó an toàn hơn cho chúng ta. Và nó không có mất thời giờ. Chúng ta không có mất thời giờ để đầu tư cho một cái mà nó không có, nó không có chắc. Mà quý vị là người làm ăn, ở đây có nhiều người làm ăn đúng không? Ví dụ như mình đầu tư một cái vấn đề tài chính nào đó, kinh tế gì đó, mình luôn luôn mình phải tính cái khả năng thành công của nó cao cao một chút chứ. Nó phải được chút chứ, đúng không? Chứ đầu tư một cái gì đó mà nó quá sức gọi là rủi ro, hoặc là nó không có cái dấu hiệu gì của sự thành công hết, thì nó uổng đi. Và chúng ta mất thời giờ một cách vô ích. Rồi chưa đại chúng? Như vậy thì
Tại sao, thầy quay trở lại cái câu chuyện, tại sao mà tu tập chánh niệm chúng ta có thể đạt được cái sự giác ngộ? Đương nhiên cái chánh niệm đó nó mới chỉ là cái khởi đầu thôi. Chánh niệm còn 8 cái kia nữa. Nhớ không ta? À xin lỗi, còn 7 cái kia nữa, nhớ không? Ta bài đó học rồi nhưng mà giờ cứ coi như là chưa nói ở đây, thành ra là quý vị cứ coi như là chưa học đi ha. Rồi chưa? Cứ làm gì biết nấy, luôn luôn ghi nhận mọi cái hoạt động của thân tâm. Thì như vậy có phải là chúng ta tu tập xong 4 niệm xứ không? Phải không ta? Một cái người mà nhìn thấy rất rõ, ghi nhận và nhìn thấy được rất rõ mọi hoạt động, mọi biến động, mọi cái diễn tiến của thân tâm, thì có phải là chúng ta đang tu tập thân thọ tâm pháp quán niệm xứ không? Mà như vậy thì tu tập tứ niệm xứ thì có phải con đường giác ngộ không? Cho nên trong 37 pháp trợ bồ đề hay là trong 37 phẩm trợ đạo, thì quý vị biết không, tu tập cái này nó chính là tu tập cái kia. Cho nên đừng có thấy con số 37 nhiều quá mình cứ nghĩ mình làm không được. Không quý vị. Quý vị nếu mà quý vị thấy là 4 cái cũng còn nhiều quá, thì bây giờ thầy xin nhắc 2 cái thôi, là danh và sắc thôi, được không? Nhưng mà nói danh và sắc thì nó gọi là nó cô động quá, nó cũng kẹt cho mình ha. Cho nên là thôi, Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ thì mình cứ theo như vậy mình làm, và tu tập tứ chánh cần, thận trừ tu bảo này, cũng có nghĩa là chúng ta đang tu tập tứ niệm xứ. Một cách nói khác thôi, có nghĩa là luôn luôn tinh tấn và cố gắng tinh tấn nè, khởi lên ý nè, và sách tâm và trì tâm. Trì có nghĩa là nắm giữ, phải nhìn thấy và phải theo cái tâm của mình cho cái mục đích ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện, hay là thận trừ tu bảo. Thì như vậy nó cũng y chang như là tu tập tứ niệm xứ như vừa rồi, cái bài học của chúng ta vừa rồi thôi, chứ không có khác gì hết. Nhưng mà trong từng cái cách nói khác nhau, và để cho nó đủ gọi là cái con đường đạo đế đó, tức là 37 phẩm trợ bồ đề đó chính là đạo đế ở trong tứ diệu đế. À, nó là như vậy đó. Sao thấy có không hiểu hả ta? Có nắm được không quý vị? Khó quá hả? Thôi nếu mà khó quá không nhớ được đó, thì chúng ta chỉ nhớ là luôn luôn làm gì biết nấy. Cái này không có 4 diệu đế, không có 4 chánh cần, không có 4 như ý túc, không có 4 gì hết á. Nhưng mà không lẽ giờ suốt một đời đến chùa chỉ ông thầy tối nào ông cũng lên ông ngồi đây ông biểu quý vị về làm gì biết nấy, làm gì biết nấy. Nhiều đó thầy ăn gọi thầy sống được không quý vị? Thầy phải nói cái gì đó khác thì thầy mới sống được chứ. Hả? Có hiểu không? Được không quý vị? Để chúng ta nắm được là nó cứ cái cuối cùng nó vẫn là làm gì biết nấy, và luôn luôn nhận ra cái gì là rác, cái gì là da chai. Gặp rác thì bỏ, gặp da chai thì tùy, gặp da chai thì tùy. Nếu muốn tu theo kiểu lượm ba chai thì tùy, thầy không có ý kiến nha. Nhưng mà thầy thấy đổ rác an toàn hơn. Tại vì cứ thấy cái gì không cần là bỏ. Quan trọng là thế này quý vị nè, cái người đổ rác ít khi nó đổ nhầm, mà cái người lượm ve chai đó lượm đồ nhầm nhiều lắm. Thấy quý vị công nhận không, thấy cái đồ này đẹp đẹp, mình thấy chắc là nhà mình dùng được, đem về nhìn kỹ, nhìn cho kỹ vô mới thấy lý do tại sao người ta đem bỏ. Có hiểu không? Cái chúng này vui ghê luôn. Quý vị đồng ý không? Thấy cái món đồ này có bộ được, mình lượm về, các ca các cụm đem về, thì mình về mình mới nhìn kỹ lại, và mình chuẩn bị mình đem dùng, bây giờ mới hiểu tại sao người ta đem người ta bỏ.
Còn đổ rác á, dường như ít lầm. Đổ rác không nhầm, nhưng mà đổ rác hay bị lộn, quên đồ ở trong đó, thì cái đó ráng chịu thôi. Anh đã biến nó thành rác rồi thì anh phải chấp nhận cái sự mất thất niệm đó thôi. Tiền hay vàng hay nhẫn cưới gì đó mà để trong rác thì ráng chịu thôi, cái đó trách ai, đúng không đại chúng? Rồi, cho nên thôi hôm nay thì nghĩ là bấy nhiêu thời lượng là vừa, để cho một cái buổi chia sẻ ngắn ngắn này thôi, nói nhiều ngán. Phước báo sinh ra từ việc chia sẻ Phật Pháp và thọ trì kinh văn, xin cúng dường cho chư tôn thiện đức. Chúng con đảnh lễ niệm ân sự hiện diện quý báu của chư tôn đức, và cũng xin chia đều phước báo này cho tất cả quý nam nữ đạo hữu Phật tử hiện diện hôm nay, cũng như quý vị sẽ nghe lại qua những cái băng ghi âm. Kính chúc tất cả được an vui trong chánh pháp, và đúng với cái tinh thần của bài pháp hôm nay là cố gắng gìn giữ cái cố gắng thực tập cái tứ chánh cần, là ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xót xa đời đời, khuyên nhau bên lòng tu huệ trí, thoát luân hồi về chân mưu.